Chưa tình báo Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 3 Tập truyện Tiểu phỉ Của tác giả nhà văn Trần Hữu Tòng Bên dòng bằng bơi Cơn rồng diễn ra một lần nữa Dữ dội hơn Quả anh chớp thọ nhìn thấy những đỉnh núi nhọn hoắt nhô lên như những mũi mác dựng đứng chống lấy bầu trời đen kịt mùi đất thó hòa lẫn với hơi ẩm của lá mục phơi nắng gặp mưa bốc lên hầm hấp trong rừng xa vợ chồng con chóp lại gọi nhau dõng giả từng hồi thọ viên và bộ a tê xeo pu hừ vải nhựa ngồi tu mình ở các vị trí chiến đấu những con vắt đậm nhất Người thấy hơi người đã ngọ ngọn cái đầu ba răng Dựng mình lên vươn nhảnh đến Cơn mưa tạnh Nghe tiếng rõ gió, gió trời dị rào Trong lá cây đẫm nước Tiếng thú gầm gừ bên đồi lau Tiếng giọt nước ở trên cành cây Truyền nhau đổi chỗ Trong bản hòa tấu của núi rừng đó Vẫn nghe rõ ám hiệu của phiên Sau ám hiệu là tiếng đá rừng lăn công cốc Tiếng cành khô gãy rằng rắc Thọ cắn vành môi nhìn về phía dốc núi. Lúc ấy, ở hẻm rừng tối mịt gần chỗ viên gác, lần lượt tuôn ra những bóng đèn. Chúng đi rất nhẹ, gót chân chúng rẻ rặt trên đá sỏi. Hai, ba, sáu, bảy, chín, mười. Chúng chưa làm ba tốp tiến về phía nhà AT Seo Pu Hử. Hoàn lang vẫn im lặng, xa xa trong một ngôi nhà nào đó, hình như nhà tên thầy mò có ánh lửa leo lét như con mắt hấp hối nhòm qua kẽ liếp và tiếng hơi thở chen trong tiếng cú mèo rúc ở bãi tà ma đến nhà at sapu hử chúng tỏa ra chở nhau khi tên đi sau cũng đã tới hắn quát tay một cái cánh liếp nhà at sapu hử bị đạp tung một bóng đen lót chót ngập ngừng trước cửa tên quát tay lúc nãy thổi mạnh một cái vào lưng tên lót chắt tên này vội vã bước vào ánh đèn pin xanh ớn quét ngang trong cái túp lều cỏ tối tăm chỉ còn leo heo ánh lửa bếp men theo bờ đá thọ AT sao hừ dần về phía trước nhà bộ cũng quan sát ở phía sau vừa nhẹ nhàng dịch dần về phía ngôi nhà không thấy động tĩnh bọn phỉ đưa mắt nhìn nhau rồi cả bọn ùa vào nhà chỉ để lại một tên đứng gác thưa thông quán không có một keo ở đây một giọng nói run run sợ hãi tên thông quán trố mắt nhìn cái nhà không người rồi à lên một tiếng qua hai hầm răng kít chặt ở xó nhà mấy tên khác đã mở kha chi mỏ thức ăn chúng tranh nhau lấy thuốc phiện một tên mặc bộ quần áo màu vàng quấn cà sạp quá đầu gối vội dựng khẩu súng trường vào tấm ven tre chạy đến thò tay vào ổ gà lấy trứng con gà mái đang ấp kêu quang quác phía sau tảng đá AT tê xeo pu hừ ngồi tờ hồn hệt. nỗi căm uất ở trong lòng AT như tác nước xoáy một tay AT như bóp vỡ trôi rào. một tay chỉ từng tên cho thọ nhận mặt qua ánh sáng của bếp lửa Thọ đã nhìn rõ tên tống quán Su A Phạ Nó lăm lăm khổ súng lục trong tay A Tê xeo Pu Hừ cố nhìn kỹ Nhưng không thấy đứa con trai mình là xeo Pu Sử Cũng không thấy chú A Lì Bờ Pô Trừ Lý Nhủ Xá đâu cả Bọn này đều là người nơi khác Thọ quan sát kỹ để biết rõ mặt Đánh giá đúng thái độ trong từng tên Và chờ tới cơ thuận lợi nhất Trong nhà, Tên tống quán gầm ngừ như con sói mất mồi. Hắn quát nạt bọn lâu la. Hắn chỉ ra cửa và lớn tiếng thét. Sang nhà vung sao phải. Bà phát súng nổ. Những tia lửa sáng lòe vút lên trên nền trời tối mịt. Tàn khí trong rừng xa, giật mình réo lên tất thành. Đứng yên, chạy sẽ bắn chết. Cả bọn nhớ nhắc rồi đứng chơ ra như cây khô chết đứng. Chiếc đèn pin trong tay tên phỉ rơi xuống Nó vẫn sáng Vài con mũi vo ve ngoài mặt kính Thọ xông vào Anh chuyển súng sang tay trái Tay phải anh nắm chặt dáng một cú như trời đánh Và quay hàm tên gác Hắn ngã xuống như cây chuối đổ Không kêu được nửa tiếng Anh dí mũi súng vào lưng tên thống quán ra lệnh cho cả bọn hạ hết vũ khí xuống Quay mặt vào trong Chở lưng ra cửa AT giáp phú hự trồm lên, đôi mắt AT đỏ như chớp lửa. AT vung dao sáng loáng, định chém tên tống quán. Thọ vội tiến đến, ngăn AT lại. Đừng quá giận, AT. Tội của hắn nhiều hơn lá rừng đấy. Nhưng như con gấu ngã, từ ngọn cây xuống đã hồi xúc. Thấy ta ít, chúng định chống cự. Thọ hiểu ngay được ý định đó. Anh đưa mắt ra hiệu cho AT sao pu hử Tên thống quán vừa xoay người về phía thọ Thì bị anh đánh ngay một miếng trúng hạ bộ Hắn hự lên một tiếng Rồi lảo đảo ngã xuống Cầu súng lục trong tay hắn văng ra Thọ bước tới Dùng gót giày chặn lấy Lợi dụng lúc thọ chuyển chỗ Tên vị cầm dao vung lên Định bổ xuống đầu thọ Nhưng bộ đã vào cuộc rất đúng lúc Anh chỉ đệm nhẹ Vào cánh tay hắn một cái Mất đà con dao trong tay hắn phải tự chém vào phía bên trái hắn. Hắn lăn ra, kêu giống lên như bỏ bị chọc tiết. Hai tên phỉ còn lại lợi dụng lúc tình hình hỗn loạn, quăng súng chạy ra phía bìa rừng lật trốn. Nhân viên đã chờ chúng ở đây. Anh dùng báng súng thúc mạnh vào mạng sườn tên phỉ chạy trước. Hắn chỉ ự được một tiếng rồi đổ gục. Viên theo kịp tên thứ hai, anh đạp vào khỉu chân hắn hắn khụy ngay viên dùng miếng võ khóa tay hắn lại tất cả sự việc trên chỉ xảy ra trong vòng 5 phút cả bọn bị trói ngồi tiêu nghỉu như con chăn bị quấn vào dây sắn ở sân nhà at sao pu hử thọ mở quận băng và lấy thuốc men của mình ra cứu chữa những tên phỉ đã bị tự nó chém phải nó thọ phân công các chiến sĩ cảnh giới xung quanh bàn, dân bản đốt đuốc kéo tới mỗi lúc một đông sau nhà at xe phú hử trở thành một cuộc họp bàn thọ đứng giữa vòng người bóng anh nghiêng nghiêng bên đống lửa hồng sáng rực mấy tên phỉ hai tay bị trói quặt ra phía sau ngồi nép dưới chân anh thọ nhìn xung quanh đôi mắt to đen của anh ngời lên hai đốm lửa trông anh rắn giỏi và cường quyết anh nói với dân bản giọng anh tuy đanh và sắc nhưng ai nghe cũng tưởng như anh đang nói riêng với mình lời anh thật bụng và kính trọng mình quá dân bản phú bì đêm nay đã hiểu rõ thêm về cái lý của chính phủ thương người tốt và nhà làm nương làm dãy với dân bản ghét những người xấu đi làm phỉ về cướp lúa ngô bắn giết dân bản dân bản còn biết thêm là người nào đã biết nghe lời nói phải là thật bụng trở về sống với vợ con sống với dân bản thì những người đó chính phủ sẽ không bắt tội thọ còn nói nhiều cái xấu của tống quán của bọn phỉ cho dân nghe ánh lửa chập chờn nhảy búa trên những nét mặt đã nhăn nhau cặt cỗi trầm ngâm như cây rừng của các a, -t -a -ma. ánh lửa động cháy những đôi mắt háo hức hăm hở của các chàng trai cô gái a tê sao pu hử a ma trang xe phố và dân bạc lần lượt lên kể tội ác của thống quán của bọn phỉ đã giết hại chồng con mình cướp ngô lúa của chính mình a ma vù sao vải vừa giơ mu bàn tay lên chùi nước mắt vừa rảo bước về phía tên thống quán ngồi a ma đứng khom người lại chỉ tay vào mặt hắn tên thống quán ngọ ngoại kết đầu và cái mũi sần sùi lên đầu gối hắn lè lé con mắt hùm hút nhìn a ma người a ma vù sao vậy? cong như một cái câu liêm móc vào mắt hắn a ma không nén nổi nỗi bất ức a ma thét lên cái bụng mày độc hơn bụng con tù hú con tù hú lẹt vào tổ chim khác ăn trứng của nó rồi đẻ trứng mình vào đấy để lừa nó phải ấp nở ra tu hú con còn mày mày bắt dân mỗi người phải đưa một ống tre thuốc viện, một con lợn béo đến nhà mày, đổi lấy một que tre vót nhọn. Dần có cái que ấy, mày mới cho ở bản u ní này. Su A à Phạm, mày có nhớ không? Mày đánh chết chồng tao, cái roi mày đánh toạc ra bên má tao. Mày làm cho cả đời tao khốn khổ. Nước mắt tao đã liếm mòn hai bờ mi, đã rửa sạch được trăm giỏ rau rừng rồi đấy. Mày độc hơn con tù hú Mày ác hơn con hùm bèo Su A phạm Mày phải chết đen như ngón Ama thở hồn hển. Đầu tên tấu quán gục xuống Ngọn lửa hắt cái bóng đen ngòm của nó Chập chờn dưới chân A -ma. Lần này nghe A Ma vù sao vẻ nói Không còn ai bỏ đi Mà con mắt ai cũng khóc Cái bụng ai cũng thương Bụng ai cũng nghĩ rằng chỉ có người nghèo mới biết thương nhau Ở tốt bụng với nhau Cán bộ thọ, cán bộ viên, cán bộ bộ Cũng đều là người nghèo Người khó như dân bản cả Một người đàn ông gầy còm Hai chân dài ngoặc như hai ống giang bước lên Anh ta bị trột mắt Hai tay chống xuống hai đầu gối Anh khom người nhìn tên tống quán Dưới ánh lửa Mặt hắn đã sám ngắt rồi chuyển sang màu trắng bệch như một xác chết. Anh nói bằng giọng chua xót, rên gì của một người đã từng chịu khổ nhiều. Sua phá, mày có nhớ tao không? Tao là trang khổ xá đây. Mày đã làm cho tao, cho cả dân bạn u nhí khổ như một cảnh lá thấp quanh nằm dính đất. Mày đã bắt ba đời nhà tao cành túc phiện trên nương cho mày. Túc phiện mày còn đó, nhưng con hồ vằn đã ăn thịt mất at tao rồi còn tao mỗi lần canh nương cho mày về là mày lại bắt tao phải đi tìm con sâu non nằm trong ngọn cây chít về cho mày ngâm mật con ong rằng với mỡ lợn mày ăn đôi chân tao đã đi hết năm rừng bảy núi gai rừng sâu mất một con mắt của tao như sâu cái lá vàng mày còn nhớ không su a phạ trang khó xá đứng tặng người nhìn dân bản anh nói tiếp Dân bản ạ à, Các AT AMA Tống quán như cái cây đầu trong rừng Phải triệt nó ngay đi thôi Để lâu rồi có ngày Giải dễ nó bén đất Lại mọc thêm nhiều cây còn nữa Dân bản đứng kép vòng lại Phải giết hết tống quán Và bọn phỉ đi thôi Phải lấy máu nó để rửa cái khổ Cho người u ní Rửa cái nhục cho bản làng u ní Gội sạch cái bẩn cho núi rừng u ní Nghe lời dân bản nói sắc như những lưỡi mác nhọn mới mài nhìn thấy ánh mắt của dân bản rực lên như những ngọn lửa bọn phỉ run rẩy xích tới nép bên trần thọ tên tống quán ngước đôi mắt đục lờ thảm hại đã mất thần sắc nhìn thọ như van lơn thọ bước tới gật đống lửa giọng anh rắn đanh thưa a -tê, thưa a ma thưa dân bản tội của tống quán của bọn phỉ nhiều như cây rừng đếm không hết nhiều như nước lũ múc không xuể. Giờ ta bắt được chúng rồi, ai cũng muốn giết đi mới tỏa dạo. Phải đấy, phải rồi. Đánh cho chúng nổi da gà lên để chúng biết hết cái đầu, cái khổ. Để mắt chúng nhìn thấy máu chúng chảy rồi hãy giết. Dân bản nghĩ thế đấy, căn bộ ạ. À. Một giọng nói khàn khàn từ trong đám đông cắt ngang lời thọ. Nhưng cán bộ tỉnh, cán bộ huyện và các cán bộ ở đồn biên phòng dặn dân bản ta phải đưa chúng về để các cán bộ hỏi chúng cho biết hết chỗ những đứa khác còn trốn ở trong rừng biết hết bọn chúng có tính toán gì định làm việc gì xấu với dân bản ta nữa dân bản đứng im một lúc rồi nhiều tiếng bàn tán rào rào nổi lên và một giọng nói to chững chạc át hết tất cả đó là tiếng nói của at Pu hử Ừ, lý ra phải giết nó ở cái bản này, ở cái nơi nó đã làm khổ dân nhiều. Nhưng đã có lời của cán bộ trên nhắn về thế, dặn dân làm đúng như thế thì dân bản nghe theo. Ánh lửa từ sân nhà AT sao pu hử theo chân người tỏa ra khắp bản. Ánh lửa reo vui nhảy múa, rẽ lớp mây sương, soi những chặng đường mấp mô đá. Ánh lửa bừng sáng trong những hang đá những mái cỏ âm thầm tăm tối và ánh lửa hôm nay đã bực cháy lên trong lòng người dân u ní buổi sáng hôm sau mặt trời đỏ hừng vừa hiện lên trên nền trời xanh của núi rừng biên giới bộ at sao hử và ba thanh niên tốt bụng nhất khỏe mạnh nhất trong bản mang súng dài cả bọn về tuần biên phòng dòng suối băng bơi sớm như dải rừng xanh chiều như chiếc khăn tím những đám mây trên nền trời như chìm xuống lẫn trong lớp sỏi nhỏ ở dưới đáy sâu đến những chỗ lượn nước xoáy xuống khoét núi làm thành từng trạm nghỉ sức rồi lại nổi nhạc ầm lên kéo dài cuộc hành quân vô tận ở đó từng bầy cá ngoi lên đùa giỡn đớp bóng mây chúng trao mình loang loáng như những mảnh kính rơi trong nước đàn vịt trời có bộ lông đốm xanh mượt như nhung thi nhau trúc đầu xuống nước hai chân vẫy gió trời thọ ngồi trên một tảng đá nhô ra suối mắt anh nhìn vào con đường mòn nho nhỏ luồn qua lau lách chạy từ trong bản ra vài con bướm trắng vờn quanh đầu thọ rồi theo gió bay về xuôi trong rừng lau bạt nàn bỗng vẳng lên tiếng hát qua miền tây bắc núi ngút ngàn trùng xa suối sâu đèo cao bao khó khăn vượt qua bộ đội ta vâng lệnh cha già giọng hát khàn khàn hòa trong gió núi trong tiếng nước đổ dồn vách đá giữ lại rồi truyền đi khắp nơi giữa rừng núi hoang sơ nghe câu hát ấy sao thọ thấy dạo rực bồi hồi thôi thúc đến lạ thoạt nghe thọ đã nhận ra giọng của anh chàng viên Viên vừa đi, vừa gõ ngón tay và bắn súng làm nhịp cho câu hát. Bỗng viên dừng lại trước cây me rừng, quả chín mọng. Hai con mắt đen nghịch ngợm của viên hào háo. Anh vừa nuốt nước bọt, vừa gọi bộ tới điếu cạnh me xuống. Viên cắn một quả còn xanh, chua chát. Anh nhăn mặt nói với bộ. "Mình nghe người ta nói rằng. Trước đây có một chị ở xuôi Gánh hai thùng nước mắm lên miền núi bán Thấy dân bản ăn quả me chua Rồi xuống uống nước suối và khen ngọt Chị ta cũng ăn thử Khi ăn xong Chị ta cũng uống nước suối Và cũng thấy ngọt Tưởng nước suối rừng ngọt thật Chị ta hí hửng Phải này lãi to rồi Thế là chị ta bèn đổ hết nước mắm đi Rồi múc hai thùng nước suối Gánh về xuôi Cậu vớ được mẹ ăn vào vào Như ngựa ăn lá lộc Xót ruột rồi muốn rủ mình uống nước lã Nên bày trò tán thế chứ gì Bộ ngoài lại Nhìn xoáy vào hai con mắt trũng sâu Nhưng mất vẻ nghịch ngợm của viên Và nói tiếp Thế thì chị con buôn tham lam ấy Làm vợ cái anh rửa hơi được đấy Viên bước Dúi vào nách bộ Rồi cả hai cùng cười Tiếng cười giòn phá tan cái hư quạnh Của rừng lau thọ mỉm cười nét mặt rạng rỡ hiện trên khuôn mặt gầy xanh của thọ thọ nghĩ trong gian khổ thiếu tốn mà viên và bộ vẫn vui đùa như thế là đáng mừng lắm tôi các ông tướng làm gì mà trí chóe như nai động cỡn thế muộn rồi đấy thọ gọi to tổ cơ sở hội ý thọ mở đầu ta làm việc nhé đồng chí bộ nói về tình hình nhà anh bờ trừ và mấy nhà gần đó đi Vẫn không thấy vợ chồng anh ta về Dãy của anh ta Chúng tôi đã phát cây, đốt và tra lúa xong Tôi và Viên còn lấy tre Về sửa cho nhà anh ta đấy Từ khi thống quán và bọn phỉ bị bắt Thì nhiều người đã thật lòng tương ta Nhà nào cũng muốn cho ta đến ở cùng Mới nói trường ấy Mà mấy lần bộ đã díu lưỡi Mặt anh đỏ lên Đôi mắt anh toàn nhìn xuống mấy chỗ quần rách đã được buộc túm lại bằng sợi dây rừng. Trong những lần họp như thế này, bộ nghĩ là mình chỉ có trách nhiệm góp vào hai lỗ tai thôi. Còn những lúc làm việc thì bộ lại nghĩ mình chỉ góp hai bàn tay là đủ rõ. Cái tính của anh hay làm ít nói như thế là do cuộc sống mồ côi mất mẹ từ nhỏ, mất cha từ lúc chưa biết làm nó bắn chim tạo nên. Bố mẹ bộ chết từ lúc anh chưa đầy 8 tháng Một người bản tây nhặt được anh rồi về nuôi Bộ thường nói với anh em Tôi lớn được là nhờ cái măng nhiều búp Cái rau nhiều ngọn đấy Ngày mới nhập ngũ Bộ chưa nói sõi tiếng kinh Hỏi nước ta có từ đâu đến đâu Bộ chỉ cười, không biết Nói đến miền Nam Bộ cũng không biết ở đâu Cái đất nước nào một hôm thọ nói với bộ đất nước ta như hai cái nhà trong đồn biên phòng có một bọn phỉ đến cướp đi một cái nó bảo cái đó là của nó nó còn dỡ tranh bẻ vách muốn cướp luôn cái thứ hai thế thì đồng chí bộ thấy có chịu được không không tức lắm không chịu nổi đâu phải đánh nó thôi mình có chết cũng xem như giấc ngủ ngày mà Đất nước ta cũng vậy Giặc Mỹ và bọn tay sai Đang cướp phá một nửa nước Là ở miền Nam Ta phải góp sức góp lòng với bà con trong đó Để đánh thằng Mỹ Thằng tay sai Lấy lại một nửa nước của ta Cũng như ta phải đánh phỉ Để lấy lại nhà cho đơn vị Ờ ờ Thế, thế thì tôi hiểu lời của thọ đấy Nếu cái ống nước khô Có nảy lộc Thì mình cũng không lòng nào Để nó cướp nửa nước đấy Thế mà mới có vài năm sống trong quần ngũ Bộ đã được như thế đó Viên thì nói năng rảnh mạch hơn Năm 1955 năm, Viên đã học hết lớp 7 Anh thôi học và vào bộ đội Từ cuối năm đó Trong công tác xây dựng cơ sở Về sống ba cùng với dân Lúc đầu gian khổ, vất vả Ít nhiều có giày vò lòng Viên Có lúc mặt anh bơ phở Lòng như cảnh lá héo Tuy vậy Viên rất mến thọ Viên xem thọ như một cái cây rừng rất chắc để anh biếu vào mà leo lên dốc. Tình hình địch, tình hình dân thì tôi xin báo cáo thêm thế. Tôi đề nghị đồng chí thọ báo cáo về xin đồn chuyển lên cho ta một ít gạo, muối và thuốc. Chứ thiếu tốn như châu mộng đói cỏ thế này rồi cũng phải ngã thôi. Đôi vai lệch của thọ động đợi. Anh thầm nghĩ yêu cầu của viên Kể ra cũng không có gì là quá đáng Số gạo và muối mang lên Dạo nọ Thì đã đem giúp bà con Đau yếu hết Hàng tháng nay Cả tổ chỉ ăn củ mải, củ bấu Chấm than nứa với dân Thọ tự thấy sức mình đã sốt đi Đôi mắt viên đã trũng sâu thâm quầng Hai cái má phúng phính trước đây của bộ Này cũng đã hóp lại Thọ không lo cho mình Mà anh lo nhiều cho hai chiến sĩ nhưng giữa một mùa lũ, đường xá đi lại khó khăn mà đơn vị cũng đang thiếu thốn. Thọ nhìn sâu vào đôi mắt tâm quần của Viên, giọng nhẹ nhàng. Viên ạ, à, sông có rộng mới nới được mắt trải chứ. Đồn ta một năm có tới gần 6 tháng công việc xuôi được. Vì 106 con suối ngăn đường, Viên không thấy anh em phải lấy ruột bí đao, tranh rừng, quả găng giặt quần áo ăn than nứa trộn với ớt thay muối có lúc phải ăn măng thay cơm đó sao tôi đồng ý với lời đồng chí thọ đấy dân bản còn khổ hơn ta nhiều nghe thọ và bộ nói viên nhớ tới dân bản và nghĩ lại những lời nói của mình vừa rồi anh cảm thấy xấu hổ Mặt anh đỏ dần lên anh chỉ gật đầu và không nói gì thêm trong rừng lau xám bên kia bờ suối có tiếng động ngọn lau chuyển nhau rung rinh theo một lối giả à anh hải anh hải anh đi có một mình tôi à thọ viên và bộ cùng reo lên mừng rỡ các cán bộ khỏe chứ anh trông như gấu con cả thôi mình lên thăm các cán bộ đây đi một mình thôi định đi hai người nhưng nhà còn nhiều việc lắm chính trị viên hải hay gọi chiến sĩ của mình là cán bộ như bà con trong bản thường gọi anh em. Hải có vóc người cao hơi gầy, cái đầu húi cua và đôi lưỡng quyền rộng, cái miệng nho nhỏ luôn trúng chím cười, tính giản dị, hiền lành, toát ra rõ nét ở mặt anh. Mới gặp anh, ai cũng dễ có cảm tình. Những chiến sĩ trẻ mới nhập ngũ thì thấy ở anh có những nhét hao hao, ông bác, ông chú ở nhà, hiền lành, thương cháu, bày vẽ cho cháu những điều hay lẽ phải uốn nắn cho cháu từng lời nói nếp nghĩ hàng ngày những chiến sĩ lâu năm thì nhận thấy ở anh có nét giống người anh cả của mình thường nhận lấy những công việc nặng nhọc hơn lo lắng cho em chăm sóc cho em từ bát gạo đến viên thuốc những đồng chí trước đây là học sinh thì lại thấy ở chính trị viên sao có điểm giống thầy giáo dạy mình quá nói chung các chiến sĩ trong đơn vị đều nhận thấy Chính trị viên của mình rất gần gũi, rất tờn tiết Lời chính trị viên nói ra như có ý mình ở trong Việc chính trị viên làm như có ý mình đã góp Chính trị viên Hải gạt xong mấy con vắt cắn ở kẽ ngón chân Rồi anh đến ngồi bên thọ Thọ báo cáo lại tình hình trong bản Và công việc của tổ đã làm cho chính trị viên nghe Nói xong, thọ để viên và bộ bổ sung thêm Chính trị viên gật đầu Tỏ ý hài lòng Về các công việc mà tổ cơ sở đã làm Và hài lòng cả cách Báo cáo để chiến sĩ góp thêm ý của thọ Anh ghi chép rất kỹ Những lời các chiến sĩ đã nói Kể cả những việc riêng tư nhất Mà chiến sĩ đề đặt Chẳng hạn như bộ yêu cầu Đồng chí quản lý gửi lên Cho dòng cái cúc áo cũ Để đơm vào chỗ bị đứt Hoặc viên yêu cầu Khi có thư nhà gửi đến nếu chưa chuyển được lên Chính trị viên cứ bóc xem Rồi lược những ý chính nhất Vui nhất viết lại bằng tờ giấy mỏng Để cho con chim câu chuyển lên Chính trị viên gấp cuốn sổ công tác lạ Anh nói chuyện với các chiến sĩ Giọng ấm áp thân mật Tôi đã báo cáo đầy đủ Mọi công việc các đồng chí đã làm ở đây Để ban chỉ huy tỉnh biết Ban chỉ huy tỉnh vừa điện lên Khen ngợi các đồng chí đấy Chỉ bộ đảng ban chỉ huy đồn và anh em trong đơn vị ta cũng đều gửi lời khen các đồng chí đặc biệt tỉnh ủy dõi sát công tác của các đồng chí của các đồn biên phòng chúng ta về xây dựng tốt chính quyền xây dựng đời sống cho đồng bào vùng cao tỉnh ủy đánh giá cao việc chúng ta đang thanh toán bọn phỉ do giặc cải lại là hết sức hệ trọng các đồng chí giải quyết vụ vừa rồi như thế là gọn rất tốt rất mưu trí. Tên thống quán, bọn phỉ, sau khi đột khai thác xong, những điều cần thiết phục vụ cho công việc đánh địch trước mắt đã đưa chúng về tiểu khu. Bọn phỉ đã phải co vào từng cụm. Sắp tới, các đội cơ động của ta sẽ phát triển, khai quét nốt những cụ còn lại. Nhưng bất kỳ trong hoàn cảnh nào, các đồng chí cũng không được chủ quan, thỏa mãn. Các đồng chí phải tìm cách theo dõi mọi biến động của tên thầy mò Các đồng chí phải dựa vào dân Phải bám thật chắc các cơ sở Có như thế ta mới tìm ra địch Đánh địch để bảo vệ an toàn Cho vùng biên giới Tôi rất tin tưởng ở các đồng chí Cấp trên cũng vậy Tới đây tôi phải về họp Và báo cáo chi tiết công tác biên phòng Công tác xây dựng Các bản làng vùng cao Với tỉnh ủy và ban chỉ huy tỉnh Hải đưa cho mỗi người một nhúm thuốc lá sợi và ít giấy quấn Hải cũng quẩn một điếu hút rồi nói thêm Hút điếu thuốc cho nó ấm Đồng thời nghĩ đến đồng bào khắp nơi Đến cấp trên Đang tin cậy vào chúng ta Cho nên trên tình đồng chí Tôi muốn nhắc lại với các đồng chí một điểm nữa Tưởng là bình thường Nhưng nếu không giữ được Thì sẽ thành vấn đề phức tạp đấy Các đồng chí ạ à. Các đồng chí ở đây phải nhắc nhở nhau Phải nhớ rằng mình là một chiến sĩ biên phòng được đơn vị cử lên để bảo vệ dân đưa ánh sáng của đảng đến với dân nên bất kỳ trong hoàn cảnh phức tạp nào các đồng chí cũng phải giữ vững phẩm chất cách mạng mật ong nguyên chất đổ vào chai cùng với nước lã dù lắc đến mỏi tay thì mật ong vẫn là mật ong không thể hòa được với nước lã được cả ba người nghe hải nói lòng không khỏi xúc động trước sự quan tâm của các cấp ủy và cán bộ cấp trên riêng thọ anh nghe như tiếng mẹ anh dặn anh ngày anh đi bộ đội con ơi đảng đã thương con cụ hồ đã thương cho con đi cầm súng giết giặc chúng ta từ cuộc đời đói khổ làm lũ mà vùng lên chúng ta phải nhớ mãi công ơn đó của cụ hồ của đảng con ra đi ở nhờ đồng bào phải biết quý trọng đồng bào coi người già như cha mẹ coi trẻ nhỏ như em mình phải thương người như tể tương thân, còn ạ. À. Mẹ còn nói nhiều nữa. nay nghe chính trị viên nói, thọ như người được tiếp thêm sức sống. Anh nói với chính trị viên. Báo cáo anh, chúng tôi sẽ quyết giữ mình trong sạch, như giọt sương buổi sáng, tình kiết như mật ong nguyên chất, không một thứ nước nào có thể hòa lẫn được. Chính trị viên cũng cảm động, trước quyết tâm của anh em. Anh kéo cái túi rết đeo bên hông ra phía trước, lấy ra một gói vuông bọc lá chuối to bằng bao diêm anh trao cho thọ và nói quà của đơn vị tặng cán bộ đấy ở đồn mấy tuần nay thiếu muối anh em chát chiêu dành dụng được chừng này để đưa cho các cán bộ thọ mở gói ra không biết vì sung sướng vì cảm động hay vì được cầm một vật quý so với ở đây trên bản u ní này mà đôi cánh tay vạm vỡ của anh run run những hạt muối đã nát nhỏ như bột ngả sang màu vàng ám khói viên rúm vài hạt bộ rúm vài hạt bỏ vào miệng nhấm nháp những hạt muối vừa mặn vừa thơm quánh lấy đầu lưỡi rồi tan dần nó như biến ngay thành máu chảy khắp cơ thể làm cho người tỉnh táo ra ta để một nửa giúp cho những người đang bị phủ trong bản thọ nói với hai chiến sĩ con đường vào bản đã mở xương bộ và viên đi trước Chính trị viên Hải và Thọ theo sau Hai người đi chậm dần lại Thọ à Viên dạo này thế nào Có tiến bộ nhiều Cậu ta nhanh nhẹn sông sáo Không ngại khó như trước nữa Tôi định báo cáo với các anh Qua đợt thử thách này Nên mạnh dạn ghi tên viên Và danh sách những người cảm tình loại P của đảng Thế còn bộ Bộ càng ngày càng tỏ ra chắc chắn Theo kế hoạch của tri ủy thì tôi đã hướng dẫn cho đồng chí bộ làm lý lịch và đơn xin vào đảng rồi đấy. Thế là tốt, rất tốt thọ. Cây đầu húi cua của Hải rung lên. Hải vừa đi vừa nói thêm. Cậu viên là học sinh ở Đồng Bằng mới lên đây mà được như thế là khá rồi. Cậu ta có trình độ văn hóa, lại sông sáo, thế là tốt. Còn lần đầu làm công tác tiểu phỉ, xây dựng cơ sở trong dân tộc ít người. Cậu ta có bỡ ngỡ cũng là chuyện tất nhiên dù sao các cậu còn phải làm cho cậu ta hiểu sâu sắc hơn nữa nguyên nhân đói nghèo của dân bản của gia đình cậu ta trước đây giúp cậu ta nâng cao giác ngộ giai cấp dần dần chắc cậu ta sẽ làm được nhiều việc tốt hơn đấy thọ cậu nhớ đấy giác ngộ giai cấp và lập trường cách mạng chúng ta dù hoạt động ở bất cứ môi trường nào nếu không nắm vững cái gốc đó thì sẽ hỏng việc đấy nhưng cũng không quên là sống với dân Phải có tình cảm, phải có tình tương Phải chân thật, tự lòng mình mà xa Núi rừng như một biển sóng nhấp nhô Đối nhau chạy hun hút về phía chân trời Từng lớp cỏ non và lá khô dì dầm dưới ánh nắng hanh vàng Từ bầu không khí mát mẻ bốc lên một làn hơi mỏng Báo hiệu một ngày thu đẹp Con đường mòn như một sợi chỉ đỏ quẩn quanh các đỉnh núi Đoạn từ tàu xuống lũng tầm đoạn lại vắt toai toải bên sườn đồi thọ nhìn lại phía sau vẫn tới những vệt mờ giữa lau lách nơi mà anh đi qua cách đây một hai ngày bây bây những tiếng rục ngựa vang lên rồi hòa tan trong tiếng suối róc rách con ngựa đầu đàn màu nâu thẫm dừng lại ở chân dốc nó lúc lắc cái đầu trộm đục đạc đeo ở cổ nó rung lên kêu leng keng hai cánh mũi nó phập phồng nó hí tiếng hí đanh và vang rồi nhỏ dần như sôi cục cục trong cổ họng nghe thôi thúc và náo nức lạ nó ngoảnh lại dương cặp mắt màu thau tròn xoe nhìn cả bầy nó hất cái đầu về phía trước một cách kiều hãnh và bướng bỉnh như ra hiệu cho đồng bọn vượt dốc những con đi sau hí gian lên như để hưởng ứng với con đầu đàn tiếng hí của chúng trầm chen trong hơi thở Chúng đeo nặng những thổ hàng lưng bản xuống. Chúng nhẫn nại, bước đi chậm chạp. Bây, bây à? Một anh dân công người Thái cất tiếng trừ tục một câu. Anh dục con ngựa đi sau cùng, đang đứng lại rung rung mạng ra bên sườn, để đuổi con mỏng một cách bực bội. Bây cái gì? Còn mắt mày cứ nhìn đơ đơ vào mặt nó như nhìn đứa gái đẹp. Thì cái chân nó không chịu đi đâu một ai ra dáng người nhỏ chót hòm hem có tròm râu đốm bạc nói với anh nông dân người thái giọng khàn khàn vẻ từng trải à cái bụng nó cũng biết xấu hổ anh ta phì cười lên dốc những con ngựa thổ thở hồng hộc vươn dài cái mình đẫm mồ hôi mỗi bước chúng đi nghe như tiếng búa gõ xuống đá núi khè khẽ bộ đứng né sang một bên đường tay anh tắt lại sợ dây dày nhưng mắt vẫn ngước lên nhìn thọ anh nói với thọ giọng chậm rãi trầm trầm chùm lên các tiếng động khác và giờ này ngày kia là ta đến chân núi giảng ma pho rồi đấy thọ nhìn bộ anh biết trong ánh mắt của bộ lúc này đây lúc đàn ngựa thồ đang đi sâu vào vùng núi có bọn phỉ quấy phá đượm vẻ lo lắng và như thúc dục. anh là chỉ huy anh phải có kế hoạch đối phó đi chứ. Ừ, có khi là chậm hơn một tí đấy, bộ ạ. À. Thọ ngừng lại, anh đưa mắt nhìn lên mái núi như để ước lượng. Và giờ này ngày kia, núi giặc ma phò sẽ ra sao? Anh nói tiếp, chậm hơn thì càng hay đấy. Vì trời sẽ nắng giáo hơn, mây mù tan đi. Nếu có gặp gì, ta dễ xoay sở. Dạo anh chắc nịch và đầy tự tin từ khi tổ công tác cơ sở của thọ nhận nhiệm vụ của đồn biên phòng giao cho thọ đã nghĩ rằng việc bảo vệ đoàn dân công và 30 con ngựa thổ gạo vải muối lên giúp đồng bào u ní không có gì là nặng nề duy chỉ có đoạn đường đi qua chân núi giặc ma pho là hiểm trở cần phải có kế hoạch chủ đáo trước nhưng lúc này đây lại có thêm một chuyện khác chuyện mà hôm qua thọ đã bàn với bộ và viên thì phải lo giải quyết trước gấp hơn. Nguyên do chỉ tại cái bọn giặc đèo Văn Long đã gây nên mối tù hẳn giữa hai dân tộc anh em, để rồi chúng dễ bị bóc lột. Đã từ lâu rồi, nhưng đến bây giờ, mối tù đó còn sâu sắc lắm, sâu hơn cả cái lũng thẳm ngăn cách mảnh đất hai dân tộc đang sống. Lũng thẳm, trong chốc lát, đôi chân họ sẽ vượt qua. Nhưng mối thù do bọn giặc gây ra thì chưa thể ngày một, ngày hai mà xóa đi được. Nghĩ tới đó, thọ lại nhớ hôm làm dẫy với AT Seo Pu Hử. Nhiều lần AT chỉ cái rùa nhọn xuống chân núi, nơi người Thái ở, rồi nói như muốn thét lên. AT cho rằng một trong những nguyên nhân làm cho người u ní nghèo đói là bởi người Thái. Bao nhiêu của quý, gái đẹp của bạn u ní đều bị người Thái lên cướp hết như cái đất tốt trên nương rẫy của người u ní bị mưa suối cuốn sạch về ruộng của người thái thọ nghĩ cũng không trách được at vì at như chỉ biết con suối băng bơi đầy là vì mưa nhiều chứ at chưa biết được vì đâu mà trời lại mưa nhiều at thấy người thái lên cướp phá thì thù ghét ghét người thái chứ at có biết kẻ nào đã xúi dục lừa phỉnh người thái lên bản u ní cướp phá đâu mới cách đây năm sáu mùa lúa nương tên bang tá đâm của bản thái còn dẫn lính áo đen của nhà họ đèo lên bản u ní chúng cưỡi ngựa đi trước bắt những người u ní quấn vỏ cây theo sau tay họ phải sát trâu dắt lợn gánh gà nâng ống thuốc viện lên để xin được tha tội chết một a giả ở trong bản dắt con lợn xề không theo kịp con ngựa của tên bang tá đâm đã bị nó lấy dây rừng buộc cổ at vào đuôi ngựa kéo đi máu at thấm đỏ những hòn đá ở con đường trước bàn ngựa của tên bang tá đâm chạy đến bờ suối băng bơi thì người at nhũn ra như ngọn lá úa at chết ở đó at giận bụng lắm nên đã hóa thành con sóc truyền cành thật nhanh để bỏ lúc chạy chậm bị người thái giết Giờ đây, mỗi lần nghe tiếng con sóc kêu Óc bắp, óc bắp Dân bản u ní lại nói là A Tê đó Đang về than khóc với dân bản Khổ lắm, khổ lắm Đấy, bọn giặc, bọn tay sai của Đèo Văn Long Đã làm cho hai dân tộc anh em thủ oán nhau như vậy Hôm qua, khi hội ý tổ, thọ đã nghĩ Lúc tình hình bạn u ní chưa ổn định mà lại có đoàn dân công người thái đuổi ngựa lên thì dễ gây ra phức tạp mới thọ đã nói hết những điều mình nghĩ để bộ và viên góp ý thêm bộ suy nghĩ một lúc rồi nói hay là ta trở về để nghĩ với đồn thay số dân công khác thọ nói thay ai được nữa thay ai có thể đuổi nổi đàn ngựa đông như thế này đi hơn nữa ngựa lại của họ nếu họ trở về Họ sẽ đưa ngựa về theo. Lời phỉnh vờ của bọn bóc lột trước đây đã gây ấn tượng quá sâu trong lòng họ. Làm sao mà họ phân biệt được đúng sai và làm sao họ biết được những kẻ bắt họ và đi chém giết người khác, cướp của cải về làm giàu cho nó. Thì kẻ đó có bao giờ lại trừ họ ra. Như thế thì họ là những người đáng thương. Chỉ có những kẻ lừa dối phỉnh vờ họ mới đáng tội những người tái đang đi với mình đây cũng vậy thôi mình phải đưa lẽ phải đến cho họ giác ngộ họ họ trở thành người tốt thì không những thuận lợi cho mình trong chuyến chở hàng này mà khi trở về họ còn làm được việc tốt cho bản làng nữa chiều xuống các triển núi sẫm lại đàn ngựa thở phì phò sương mù như những tấm màn trắng đang răng ràn ở khắp các thùng lũng gió núi mơn man khí trời êm dịu mọi người khoan quái hít căng lồng ngực thọ bàn với đoàn dân công cho đàn ngựa nghỉ lại trong một bản thái sửa lại dây cương để mai vượt qua chặng đường dài hơn dốc hơn đến bản thái thọ với ại già có vóc người loắt chắt gầy tròm dâu đốm bạc hì hục táo những thồ hàng cho mấy con ngựa đi trước những chú ngựa suốt ngày vất vả Giờ đây được tháo khoan Nhảy cẫng lên Cào hai chân xuống đất Vươn dài mình ra Rồi đuổi nhau trên bãi cỏ Chúng lần lượt đến đo đầu Đo mặt với con ngựa đầu đàn Chúng sướng đến nỗi Con nào cũng rên rỉ trong cổ họng Nhìn bầy ngựa Ải già nheo mắt cười Suốt hai ba ngày đi với ải Hôm nay thọ mới thấy ải cười tươi như vậy Thọ cùng với ải già Đến mở những tổ hàng Vừa tháo ở lưng ngựa xuống Để xem hàng có bị ướt Lúc ngựa lội qua suối không Nhìn những hạt gạo trắng ngẩn Những cuộn vải lắng đen mịn Ải già nói Giọng trầm trầm như có một cái gì đó đau đớn trong quá khứ còn vang vọng lại oh, ồ ngày trước chỉ có nhà họ đèo mới có gạo có vải trông ngon con mắt tên này đây còn dân bản tái không có đâu, cán bộ ạ. À. Và những bao muối kia nữa, ngày trước nhiều khi một hạt muối và đổi lấy một mạng người đó. Thọ nhìn vào đôi mắt tục của ại già, một cái nhìn khác hơn những cái nhìn mấy ngày qua. Đúng thế, giờ đây thọ như thấy ở Ải già vốn lầm lì ít nói có một cái gì đó mới hơn, dễ gần gũi hơn. Thọ vừa làm vừa nói chuyện với ạ à. Giọng anh dịu dàng tình cảm Ai già vừa làm vừa lắng nghe Dần dần cũng như các chiến sĩ đến với anh Những điểm đáng yêu, đáng quý Ở tính tình anh Ở việc làm của anh Đã làm cho ai già người Thái Thấm và quyến luyến anh Ai không rời anh Ai kể lại cho thọ nghe Chuyện cái núi đá năm nào Cũng có ong về làm tổ Nhà họ đèo bắt người Thái Mỗi năm trèo lên lấy cho nó mỗi tổ 18 ống tre mật. Người tái phải cột dây vào mình, trèo lên một cây cạnh cao núi, rồi đu cảnh sang sườn núi đá. Mười người trèo, họa hoạn lắm, mới còn một hai sống. Thọ nói cho ai thấy, cái xấu của cha con họ đèo, gây ra thù hẳn giữa người tái và người u ní. Hắn sai lính giết chết những người u ní xuống bản thái, đổi hàng, rồi vu cho người thái hoặc là ra rừng chém quẻ trâu người Thái Rồi vu cho người U Ní Ai già lắng nghe Vài người khác tháo thổ Băm cỏ bên cạnh cũng lắng nghe Dần dần Cả toán dân công người Thái Kéo đến quanh thọ Họ vừa sửa lại thổ Đối lại dây cương Vừa lắng tai nghe thọ Ai già bỏ cái bao tải lót lưng ngựa Mà Ải đang câu dở xuống đem mặt các cổ của Ải Hơi thở thận À ai chớp chớp đôi mắt kèm nhèm nhìn thọ. À ai buông một tiếng thở dài mà ai cũng hiểu được rằng trong tiếng thở dài đó chứa đựng để oan trái đau đớn và như muốn nói với thọ rằng cán bộ đã gợi đến những gì từng nén sâu trong bụng mình lâu rồi. Bỗng ạ à nói to giọng trầm trầm rồi trở nên khản đặc. Cán bộ ạ, à, người tái trước đây khổ với cái nhà họ đèo lắm, thân như con ngựa thổ, biết nặng. Mà không làm sao hạ được gánh xuống đất Người tôi quanh năm Nò roi đòn Mà cái bụng lại đói sôi, đói củ lại già dơ bàn tay phải Chỉ còn ba ngón lên Rồi nói tiếp Ngày xây cái nhà cho nó Tôi phải khiêng đá từ bờ sông lên Hòn đá to rơi dọc mất hai ngón tay Tôi phải lấy dao phát nương chặt đi Vì hắn Mà nước mắt tôi phải chảy nhiều hơn Cơn mưa tháng chín đấy Cán bộ ạ à, Ai còn kể nhiều câu chuyện về cuộc đời mình đã chịu khổ với tên đèo Văn Long. Nào là ai phải cõng nó đi chơi gái đẹp hết bản này sang bản khác. Nào là ai phải đi tìm huyết lình về cho hắn ăn. Đôi mắt ai đỏ ngầu lên như đang nhìn thấy tên đèo Văn Long ngồi vắt vẻo trên chiếc võng trước mặt. Ai nắm chắc lấy bao tải lót lưng ngựa dơ lên như để ném vào mặt nó. Ai kể tiếp giọng như gập lên để xúc động. Tất cả đoàn dân công đều ngừng tay làm, nhìn về phía ạ. Một anh còn rất trẻ, có cái chán gỗ lên, mặc chiếc áo tràm bạc màu ngắn cụn cỡn, đến rốn, khệ nệ, bê kết thổ, còn đóng hai bì gạo đi phía dưới nhà sàn. Thọ vội bỏ bì gạo mình đang chờ, chạy lại bê giúp anh dân công. Anh dân công gạt tay thọ ra, giành lấy là một mình. Hình như lúc này những lời nói của thọ Của ai già Đã truyền cho anh thêm sức mạnh Anh vừa vuốt cái chán gồ Lấm tấm mồ hôi Vừa nói Giọng anh ổ lên Sôi nổi như nét mặt của anh Ai à, tôi kể Mẹ tôi ngày trước đẻ tôi rồi Mà hắn cũng bắt về xòe đấy Một hôm mẹ tôi và nhiều ý khác Đang xòe Thì cha con hắn ra chia nhau Nắm tay từng người kéo vào màn mẹ tôi không chịu hắn hét lên tao làm cho mày sẽ không vắt đá ra lúa nặn ruột ra con được nữa hắn đánh mẹ tôi nhược rồi đuổi đi mẹ tôi yếu lắm ốm lay lát mãi rồi chết đấy một anh đứng tuổi có mũi nhỏ hơi hếch dùng con dao đang băm cỏ lại mắt anh vằn lên những tia lửa anh nói người tái chết khổ lắm căn bộ ạ à có bao giờ cái lòng được vui như con nhái bén nhảy trong nương mạ đâu tội ác của cha con họ đều, kể đến lúc con chảo máu biết nhổ mạ đi cấy cũng không hết được người tái khổ người u ní cũng khổ nhiều nữa đấy các anh ạ giọng thọ hạ thấp mọi người nhìn anh chờ đợi người u ní còn bị thổ phỉ bọn giặc tưởng bọn tay sai của thằng mỹ lẩn trốn trong rừng ra làm hại nữa Ừ Xương giả rơi ướt tóc Xương non rơi cũng ướt tóc thôi Một anh khác có cái chân dài Ngồi đầu gối nhô lên quá hai tay Hai bàn tay gầy vạt đen của anh Đang vặn sợi dây thực rất săn Đứa mắt nhìn thọ cũng lên tiếng Trước đây người thái khổ Người u ní khổ Người kinh cũng khổ Cuộc đời nghèo Ta đều đen như con cua dưới đồng thì phải tương nhau là đúng. Ai già hom hem có tròm dâu đốm bạc nói thêm. Đã hiểu nhau rồi, đã cùng nghĩ một điều bằng chằn chặt như nhau thì dù sống có nổi ở cuối núi đầu rừng, dù có đi đến chín dọc mười đèo cũng phải có nhau mới là người tốt. Anh em có bằng bụng không? Ai nhau mắt nhìn mọi người. Không bằng được bụng ai đâu. Mọi người tròn mắt Nhìn anh có cái chán gồ vừa nói câu đó Cũng vẫn cái giọng hóm hịch Anh ta nói tiếp Vì bụng ại đen nhỏ lắm Nếu theo thế mà xấu xôi Thì bụng tôi cũng như ống tre vơi nước Mọi người cùng cười Ải già cũng cười Thọ không ngờ Con người gầy gọ ấy Lại có được tiếng cười Xem ra còn dồi dào sức lực Thọ đi đến từng bì muối sửa lại những tấm vải nhựa bọc ngoài. Những hạt bối này mang nặng biết bao công sức, bao nghĩa tình của nhân dân. Mình phải bảo vệ lấy, phải chuyển đến tận tay các AT, AMA, UNI. Đã gần suốt đời cơ cực. Nghĩ vậy, thọ gọi tất cả anh em lại. Thọ cầm một hòn sỏi vẽ xuống đất. Thọ vẽ đoạn đường qua chân núi, giảng ma pho. Dự tính những nơi cần nghĩ lại, phân công người đi qua các dốc núi hiểm Cán bộ biết làm thế Thì ít gặp khúc lắm đấy Hại giả nói Rồi nhìn anh cười Thọ cũng cười theo Phải làm như thế Hại hạ à. Ăn củ tháng 2 Ta phải nghĩ đến Cái dây mải tháng 8 chứ Bếp lửa đã tàn Trên những sàn nhà chung quanh Tiếng thoi đưa Tiếng còn nhảy lách tách Trên khung cửa Của các cô gái đang dệt vải Như cập nhịp cho những câu hát Xa xa Có tiếng sáo trúc Của một chàng trai nào đó Đang tỏ tình Thoảng bay trong gió lạnh Những tiếng động của con người Của thiên nhiên Làm cho người ta có cảm tưởng Như bản Thái đang thở đều đều Trong giấc ngủ ngon Mãi khuya Mọi người mới đi ngủ Trên tấm đệm tràng Thọ nằm úp thìa lại với ai già Và mấy anh dân công họ đã ngủ say cái anh có cái chán gồ trẻ và vui nhất đoàn trong cơn mê ú ớ lên mấy tiếng như gọi đến tên một cô gái nào đó anh cười rồi lại ngáy vang thọ không ngủ nhưng anh không trở mình anh sợ ai già dở giấc bỗng dưới sàn con ngựa cột ở phía ngoài hí mấy tiếng rồi lồng lên sự yên tĩnh của đêm khuya bị phá tan bởi những tiếng vó ngựa đá phầm phập vào không khí rồi nện xuống sỏi những con cát cột dưới các sàn nhà ở phía trong cũng chuyển nhau tiếng hí tiếng rên rỉ như sôi trong cổ họng chúng thọ nhổm dậy gió đu đưa hơi lạnh từ dưới sàn nhà qua kẽ liếp thổi tốc lên thọ ngoảnh về phía viên nằm anh gọi nho nhỏ viên đêm nay viên ải đen trực ngựa đấy nhưng ải đã ngủ say mình và cậu dậy cho ngựa ăn Nốt chỗ lạ mán đi Luôn thể ta cầm các bao tải xuống đắp lưng cho chúng Có lẽ ngựa đất dây cột Đến cắn nhau Hoặc xương xuống nhiều lạnh Chúng gọi ta đấy Từ trong bóng tối Tiếng viên ngái ngủ trong chăn Nghe tiếng thọ họ cũng biết Là viên đã cố gắng nói rất nhẹ Khác hẳn với bất cứ lúc nào Giọng anh cũng oang oang Từng tràng nhanh như trung liên nổ Thôi để tôi Anh cứ ngủ đi mình tôi không làm nổi công việc đó ư Viên ngồi dậy Anh với cái dây lưng Có đeo cây dao găm thắt vào người Anh lấy mưu bàn tay dụi mắt Rồi đi xa xa ngoài Trời mưa mau, tối đen Như nhìn vào ống che kín đáy Viên đứng lại một lát Cho mắt làm quen với bóng tối Rồi anh bước xuống cầu thang Viên ôm bó lá mán Và cắp cả bó bao tải đem theo Dưới sàn Ngôi nhà cuối bản Ở ngay rìa rừng chỉ có bốn con ngựa con ngựa đầu đàn có lẽ chưa bao giờ chịu nằm đó là loại ngựa non mới lớn nên hăng và nghịch ngợm ban đêm nó hay quay đít lại giơ chân sau lên đá như thách thức những con khác cột ở gần nó rồi gây ra những vụ xung đột gần giống như đêm nay vì thế bà ban chiều ải đen đã cột nó ở cái cọc sàn ngoài nhất con ngựa này là của ải Ai đã thuộc hết tính nết của nó. Ai biết lúc nó bình tản, hiền lành thì đôi tai nó hướng về phía trước. Lúc nó đã nổi tính háu đá của chú ngựa non lên thì tai nó thường cử động theo các hướng. Và lúc nó sắp tranh giành cắn đá những con khác thì tai nó cụp lại hướng về phía sau. Mà con ngựa này thì có mấy khi nó hiền lành chịu để cho đôi tai hướng về phía trước đâu nên ại không mến nó lắm. Ải muốn chất cái chức đầu đàn của nó đi. Tính giả của ại muốn có con tuần hơn, hiền hơn thầy nó, nhưng vì thấy nó khỏe, bụng thon, bốn cái chân tuôn nhỏ, cái bờm dài, vừa mượt, nòi ngựa ấy là đẹp và chạy nhanh lắm, nên nhiều người bàn với ại, đừng tước cái đục đạc ở cổ nó đi, cứ để chức đầu đàn cho nó. Còn viên thì lại đặc biệt thích, tứ ngựa có cái tính nghịch ngợm này Viên tích cả lúc nó cắn nhau, đá nhau Lúc nó tranh cướp và gây gổ với những con khác Mỗi lần nó giành được phần thắng Viên lại phút bẩm nó, vỗ về Tưởng cho nó một đốt mía. Viên đi đến chỗ nó trước Một làn gió lạnh từ khe núi luồn ra và vào mặt viên Làn gió mang theo mùi phân ngựa, phân trâu ở các nhà sàn Mùi thum thủng ở những cái máng đựng nước chạm lâu ngày Viên kéo hai cái tai mũ bông đang buộc quảng dưới cổ lên, bịt kín mũi miệng. Viên đã đến gần con ngựa đầu đàn. Nó đang hí cuồng lên, chân đạp lia lịa. Trong đêm tối, Viên chỉ nhìn thấy một đống đen lù. Viên tưởng vì gió lạnh nên con ngựa mà anh từng tích thú đã gọi chủ. Viên bỏ vó cỏ vào tàu. Một tay giở cái bao tải, một tay nữa anh định vỗ nhẹ vào lưng nó như từng âu yếm nó mấy hôm nay bỗng viên rú lên một tiếng khủng khiếp tiếp đó là tiếng hổ gầm rung cả đêm tối con hổ đã trồm lên lưng con ngựa đầu đàn tay viên đã vồ vào gáy hổ giây phút hốt hoảng ban đầu nhanh chóng qua đi thói quen của một người lính biên phòng sống ở rừng lâu đã làm cho viên trấn tĩnh hai tay viên nắm chặt lấy gáy con hổ hổ bỏ ngựa giơ chân quắp lấy cổ viên nhưng hụt móng chân hổ chỉ móc được cái mũ bông kéo ra khỏi đầu viên trong giây phút nguy kịch viên nhớ ngay tới những lời người đi săn lâu năm đã nói hổ chỉ mạnh những lúc người bị bất ngờ và mặc dù khỏe đến đâu nhưng khi hổ đã bị nắm gáy đánh vào đầu thì cũng thành hèn nên viên càng nắm chắc hơn anh nhanh tay rút dao găm ra đâm mạnh vào đầu nó những tiếng nước gì nhờn nhờn phọt lên ướt tay viên không ngờ phát âm ấy lại trúng ngay vào một mắt con hổ cây dao găm ngập gần đến cán con hổ gầm lên vùng mạnh cán dao tuột khỏi tay viên bị đâm nhược con hổ càng hăng lên anh chiến sĩ biên phòng nghiến răng nắm chắc lấy gáy hổ rúi xuống con hổ không thể ngoái cổ lên được để cắn viên nó chỉ quạp hai chân trước ra sau dùng những cái vuốt nhọn hoắt cấu vào người viên vào mặt viên máu từ những vết thương ứa ra chảy xuống cổ xuống miệng viên nhưng viên vẫn giáng sức quần nhau với con hổ miệng anh hét hổ ngay lúc ấy thọ và bộ cùng ải đen và tất cả đoàn dân công đốt đuốc xách súng chạy xuống trong bản đã rộn lên tiếng mõ tiếng tù và tiếng đập vào phên nữa biết không thể bắn được bộ trao súng cho ải đen rồi anh cũng dùng dao găm lăn xả tới đâm hổ để cứu viên Thọ cầm cầu tiểu liên đã lên đạn Anh lựa chiều Chở mũi súng ra phía rừng Rồi anh ghé mũi súng Sát vào đầu con hổ bóp cỏ Giữa trong mắt nó Còn nhô lên một cán dao găm Nhiều vạt lông màu vàng Và máu của nó đã thấm Hòa vào máu viên Ải đen và thọ chạy tới ôm lấy viên Viên ngã xuống Trong vòng tay thọ Viên đã nằm trên sàn nữa Nhưng hàng chục vết thương ở người anh vẫn dỉ máu một ai già trong bản tái nước mắt đầm đìa ngồi cạnh viên ai vừa đổ từng tia rượu ngâm mật gấu vào miệng viên và nói giọng ai vừa cảm động vừa ngọt ngào như nựng đứa cháu nhỏ đôi mắt ai nhìn viên không giấu nổi vẻ cảm phục tội cán bộ quá cán bộ đã trừ được họa lớn cho dân bản rồi con hổ vằn vàng, vàng này nhiều đêm trời mưa rầm đã vào bản bắt nhiều lợn nhiều trâu của dân bản Mấy hôm trước nó còn dình ở đoạn đường lên nương Định bắt người Gần 10 ngày rồi Dân bạn không dám đi làm nương sớm đấy cán bộ ạ à. Một chị phụ nữ đang điệu đứa con nhỏ sau lưng Nói chen vào Chị đặt một cái giỏ tre đựng để trứng gà Xuống bên cạnh viên Hại đang lau những vết máu Ở trên người viên Hai giọt nước mắt của Ải Lăn trên gỏ má nhọn Ải nói giọng trầm trầm đau xót chen trong tiếng nấc vì tôi vì con ngựa của tôi vì cái mắt tôi ngủ say vì tôi tất cả mà cán bộ ra thế này đây tôi thành người xấu tôi thành người xấu mất rồi tôi phải làm gì cho cán bộ được tỏa lòng đây hạ nhìn viên rồi ngước nhìn thọ nhìn bộ với đôi mắt đầy vẻ ân hận đôi mắt của một người tự thấy mình có lỗi thấy thế thọ nói với ạ không, không phải vì ạ à, Cũng không phải vì con ngựa của ạ đâu Thọ nhìn những người đứng xung quanh Và nói tiếp Mà vì nhiệm vụ của chúng con Những người chiến sĩ biên phòng cả tôi Đồng chí viên đã góp phần Giết được con hổ trừ họa cho dân bản Giờ đây Đồng chí viên đã bị thương Chúng ta ai cũng thấy sót Chúng ta muốn làm cho đồng chí viên được vui lòng Thì ạ cùng tất cả chúng con Sẽ chung lòng với nhau Nếu gặp khó khăn gì thì phải vững bụng như đồng chí viên quyết đưa số hàng này lên đến tận tay bà con u ní ải à đen anh hịn anh khọ đều gật đầu như tỏ ý cái lời cán bộ nói đúng đấy ta phải làm cho được như thế thôi theo cách chữa của đồng bào thái ải à đen anh hịn anh khọ cùng với các dân công mổ ngay con hổ ra lấy mật của nó bôi vào những vết thương trên người viên Trời sáng, đàn ngựa thổ lại rời bản tái đi ngược mãi lên miền biên giới. Phía trước là núi giảng ma pho, che kín chân trời. Lúc này viên đã tỉnh, viên đang nằm trên chiếc cáng tre của bốn dân quân trong bản đưa anh về đồn biên phòng. Viên giơ bàn tay trái nhợt vẫy thọ lạ, đôi môi bẩm máu của anh run run. Anh nhớ giữ cho tôi một cái vuốt nhé. Viên ngừng lại như cố nuốt một cái gì đang mắc ở cổ và nói tiếp cô bạn gái ở quê tôi cô bạn mà tôi định ấy mà mấy lần biên tư lên dặn tôi kiếm cho cô ta một chiếc vuốt để làm cái gút đeo ở cổ cho em đấy các anh đi cho bình an lên đến bạn un ní cho tôi gửi lời hỏi thăm bà con ta thọ nhìn vào đôi mắt của viên đôi mắt vốn nghịch ngợm giờ đã nhợt nhạt một cái gì vừa thương yêu vừa cảm động vừa buồn lo lẫn lộn dâng lên trong lòng thọ thọ nắm chặt hai bàn tay của viên những điều cần nói thì anh đã nói cả anh còn viết thư gửi về để báo cáo với cấp ủy và ban chỉ huy đồn biết việc làm gan dạ có ảnh hưởng tốt trong nhân dân của viên và anh đề nghị khen thưởng viên xứng đáng thọ cúi xuống sửa lại tấm chăn đắp trên người viên thọ cắn chặt mảnh môi Đứng nhịp mãi theo chiếc cáng mang viên đi Các bạn vừa nghe xong phần 3 Tập truyện phản gián Của tác giả nhà văn Trần Hữu Tòng Bên dòng băng bơi